cái khúc đó là quan trọng, cái khúc quan trọng nhất là mình bán cái imagination cho khách hàng. Thì chúng ta hãy imagine coi nếu như chúng ta là chiếc cưới thì nó sẽ như thế nào. Nếu như bây giờ gợi ý ha, bây giờ là có thiệp nè, thiệp nó sẽ ra làm sao, cổng cưới nó ra làm sao, ở thánh đường nó ra làm sao, sân khấu nó ra làm sao, tôi tưởng thử coi. Có nhiều nhiều lắm. Mình sẽ coi cái trends, cái xu hướng của cái thị trường lúc đó, và hoặc là cái tension gì đó mà các client họ muốn giải quyết, các client họ muốn tackle, họ muốn giải quyết, hoặc là họ muốn tap vào cái trend đó. Ừ. Thì đó là cái mà mọi người có thể research những cái liên quan nha. Bây giờ đại coi để coi có cái gần đây anh gặp một cái brief là đang giải cái bài đó luôn, thì có mới do research xong cái này khoảng 2 ngày. Thì anh có một cái brief là khách hàng họ làm một cái livestream, họ muốn làm một cái livestream nhưng mà họ muốn own một cái ngày giống như là double day của Shopee. Nhưng mà sau khi anh nghiên cứu lại thì thật sự là double day nó không phải từ Shopee mà nó đến từ nhiều brand lắm. Lazada họ cũng có làm, nhưng mà khách hàng họ muốn own một cái ngày khác luôn, họ own một cái occasion. Thì sau khi anh lên anh coi cái lịch mà sale của tất cả các nhãn, thiệt vậy như sale trong tháng á, anh thấy tuần nào cũng sale hết trơn á. Không có tuần nào không sale. Bây giờ tuần thứ nhất là tuần đầu tiên của tháng, sale lương về. Lương về xong là tới double day, lương về xong là tới double day. Xong sale giữa tháng, xong sale gì đó. À, anh thấy là tuần nào cũng sale hết. Vậy thì cái việc mà mình rất khó mình own một cái nào đó. Mình nói là cái brand even là họ livestreaming, họ rất là khó own cái này đó. Tại vì hiện tại là behavior của mọi người đều thấy rằng tuần nào cũng có sale. Rồi anh mới gọi điện cho bạn anh bên TikTok, anh hỏi rằng, ủa gì nếu như tao tổ chức sale thì cái thời điểm nào trong tháng hoặc là thời điểm nào trong tuần là tao làm cái sale livestream là tốt nhất. Nó nói rằng là đầu tuần nên làm. Anh hỏi ủa tại sao đầu tuần nên làm, tại lúc đó nó đổ cái free ship về, là nó đổ rất nhiều mã free ship về đầu tuần, và đến thứ sáu là cái mã free ship nó gần như hết. Thì anh mới thấy à ok, vậy biết thêm một cái yếu tố đó nữa. Vậy thì bởi vì cái campaign của anh là vừa làm offline vừa làm cả online, thì phải tính coi là nên tiếp cận khách hàng như thế nào, nên tìm cách làm sao gọi là tiếp cận. Thì lúc đầu khách hàng brief á là phải làm sao thuyết phục khách hàng offline lên mua hàng online gì nọ vân vân. Thì sau khi coi lại á thì thấy rằng là ồ, khách hàng online là người khác mà, còn khách hàng đến offline là người khác. Thì cho nên cuối cùng là anh sẽ tư vấn cho khách hàng là mình sẽ có hai cái trải nghiệm khác nhau luôn. Online là online thôi, còn đến cái store là để đến cái store. Thì hai cái trải nghiệm nó hoàn toàn khác nhau, và cái trải nghiệm của người dùng cũng khác luôn, không giống nhau. Cho nên là mình mới create ra được một cái approach để giải quyết cái vấn đề đó. Là thì đó là một những cái mà mọi người có thể search. Thì trend ở đây nó có thể gọi là xu hướng cái thị trường lúc đó nè. Thứ hai là một cái tension gì đó mà mọi người đang muốn giải quyết, hoặc là lúc đó là một dựa trên cái behavior của cái consumer để mọi người giải quyết cái vấn đề đó. Đối với những cái business của việc success á, thì theo anh nhìn nhận thì nó sẽ rơi vào nhóm 1 và 2, là hai cái bạn sẽ cần phải research nhiều. Còn cái số 3 thì nó sẽ hơi ít. Tại vì cái số 3 thì mọi người sẽ thường là nếu như các bạn chạy làm tailor-made cái social campaign đó, hoặc là tailor-made cái gì đó đặc biệt cho họ thì nó mới chạy cái nhóm số 3. Thì các bạn sẽ cần phải nghiên cứu nhiều. Nhưng mà tại vì anh làm rất là nhiều consumer campaign cho nên là cái số 3 nó rất là quan trọng, cho nên là sẽ cần phải research rất là nhiều những thông tin như vậy. Nhưng mà cái số 1, cái số 2 là hai cái này. Và hai cái này á là cái số 1 đầu tiên là past event và day outcomes á, là các bạn hỏi cho cái buổi nhận brief luôn. Cái past event họ có happy hay không, tại sao không happy, quan trọng nhất là hỏi vì sao không happy, để họ có thể nhiều khi họ lúc ra họ tức cái agency cũ quá họ kể hết luôn em. À, kể hết luôn, nó speak ra hết luôn cho mình nghe. À ok, biết tại sao rồi. Rồi sau đó là mình coi là cái outcome của họ, cái kết quả của đó, sale, ví dụ như là sales event họ có happy với cái sales số liệu bán hàng hay không. Hoặc là tại vì cái người mà đi event đó họ không có thường, họ không có đưa ra đánh giá đâu, nhiều khi họ về cái họ im luôn, họ không đưa ra review, ngại lắm. Nhưng mà lên Shopee mua đồ mà xấu là nó ăn một sao liền á, tại vì anh hùng bàn phím dễ hơn là đi nói trực tiếp. Thì đó thì cái câu chuyện nó khác. Còn khi mà lên lên đây thì sẽ không khó, thì mình sẽ hỏi client coi là cái outcome như thế nào, cái kết quả mọi người có thấy happy hay không. Rồi, cho uống miếng nước nha. Thì nếu như các bạn mong muốn mình đến làm workshop tại công ty của các bạn thì có thể đăng ký ở đường link phía bên dưới. Mình sẽ có tổng cộng là 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó chính là
How to enhance your creativity in event planning. Chủ đề thứ hai đó chính là How to make an event proposal. Và chủ đề thứ ba đó chính là Effective event execution. Tới phần số 3 là cái consumer journey. Consumer journey là một trong những cái mà thú vị nhất trong lúc làm event planning. Cái này là cái mà sẽ ăn tiền nhất cái khúc này. Các bạn sẽ có những cái trải mang lại những cái trải nghiệm. Và đây là chính là cái thời điểm các bạn bán cái trí tưởng tượng của các bạn cho khách. Nếu như mà nó dính á, thì nó chắc chắn nó sẽ dính. Còn nếu các bạn present mà thấy khách hàng thấy ở đâu á, ngơ ở đâu á, khách hàng bấm điện thoại ở đâu á, là biết rồi đó. Rồi, các bạn có biết phim này không? Phim này nổi tiếng quá đúng không? Vậy thì một trong những cái avatar nó nổi tiếng á là bởi vì bạn càng tưởng tượng nha, mình là một cái nhân vật trong cái phim đó và mình là một cái audience, mình được bước vào thế giới avatar thì mình chính là cái consumer, đúng không? Mình bước vào một cái thế giới nào đó khác thì chính cái thế giới mà các bạn đang tạo ra chính là cái event các bạn đang làm. Các bạn hãy tưởng tượng cái journey đó. Thì nguyên cái journey như vậy, cái ông đạo diễn James Cameron, ông đã tạo ra một cái bộ phim như vậy, tạo ra một cái thế giới như vậy. Thì rõ ràng là cái event của các bạn là nó cũng là những cái thế giới giống như vậy. Các bạn hãy tin rằng các bạn đang build một cái thế giới như vậy. Thì trải nghiệm của họ sẽ là tất cả những cái giác quan, từ nghe, nhìn, thấy, chạm, nếm, ngửi gì đó. Những cái tất cả những cái giác quan của mình. À. Rồi, thì trong bộ phim Avatar, các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều hành tinh, rất nhiều cái cây rất là đặc biệt. Và có những cái người Navy là những cái người rất là cao, to ha. Rồi có những cái con vật nó bay rất là nhiều, những con rồng, rồi những cái con vật ở dưới nước. Và có những cái cây mà thủy tổ của họ. Thì bước vào trong một cái thế giới mà The World of Avatar, một cái thế giới mà đặc biệt chỉ có ông James Cameron ổng nghĩ ra. Thì rõ ràng là cái câu chuyện này là ổng đã viết cái câu chuyện này từ cách đây khoảng 20 năm trước khi cái bộ phim nó ra đời. Nhưng mà cái thời điểm đó công nghệ nó không cho phép để làm được chuyện đó. Rồi. Thì lý do tại sao lại anh bring up cái bộ phim này? Mọi người có biết cái từ mà suspension of disbelief không? Mọi người có từng nghe tới từ này chưa? Mọi người đã từng trải qua cảm giác này hết rồi á. Nhưng mà mọi người chắc chưa từng nghe từ này đúng không? Khi mọi người xem một bộ phim. Rồi, mọi người biết là ở ngoài đời nhiều khi nó không có cái chuyện đó thiệt đâu. Nhưng mà mọi người vẫn theo cuốn theo cái bộ phim đó. Thì nó gọi là suspension of disbelief. Là mọi người bỏ qua cái chuyện mà bất hợp lý của cái việc của cái bộ phim nó đi. Ở ngoài đời đâu có cái thế giới nào giống vậy đâu đúng không? Nhưng mà bởi vì ổng build nó quá tốt, ổng build nó quá hay đi, thì nó dẫn lên chuyện là chúng ta tin rằng có một cái thế giới này thật. Và nếu chúng ta càng tin rằng nó có thật á, thì cái người làm phim nó rất là hay. Thì cái người làm phim đó chính là những người event planner giống như mình á. Nếu như chúng ta build được một cái bán cho khách, nhiều khi là execution khúc cuối nó không có đủ tiền, nó không ra tới đâu, nhưng mà cái khúc bán á là mình phải khiến người ta believe rằng là cái đó nó có thật, người ta phải tưởng tượng được rằng cái đó nó có thật thì mình mới hốt tiền win cái pitch đó về được. Rồi sau khi win cái pitch đó về, khách hàng bị cắt bất dịch thì thôi khúc đó tính sau, bây giờ win trước rồi đã. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ imagine một chút cái consumer journey của khách hàng nha. Bây giờ mọi người, một bạn thử nha, bạn mới đi, em áo đen cuối bàn, nếu như em tổ chức cái sự kiện cho một cái khách hàng nào đó thì em imagine coi là cái journey của họ sẽ trải qua một cái sự kiện giống như là một cái buổi tiệc tối bình thường thôi, hoặc là em tổ chức một cái bữa tiệc mà em đi đi ăn với người yêu á, đi ăn với người yêu á, thì em imagine coi em sẽ qua những cái bước nào. Đơn giản, anh nghĩ rằng cái bước qua người yêu nó dễ hơn là cái khúc kia. Không, hồi nãy anh nói rồi, mình bán cái trí tưởng tượng. Anh hỏi chị áo đen cho em. Khoan từ từ, chị áo đen còn khúc không. Chị áo đen là có câu hỏi số, có câu số 2. Có câu số 2, câu số 2 để dành cho chị áo đen. Còn câu số 1 dành cho chị em áo đen này trước. Là giờ em tổ chức cái event cho người yêu. Đúng, em tổ chức một cái bữa tiệc tối cho người yêu thì em hãy tưởng tượng coi là nó qua những cái bước nào. Gửi thư. Qua email hả? Ok, gửi thư qua email. Block lịch. Block lịch trước, sau đó em sẽ hẹn nhà hàng này.
được kia, book nhà hàng, book nhà hàng là venue đúng rồi. Sau đó em sẽ thay bộ đồ thật là đẹp để chờ được qua đó. Nhưng mà khoan, nhưng mà em có yêu cầu người yêu em mặc cái gì không? Có. Là có mặc không? Có, ok. Là có món trước hết rồi. À, em đặt món trước rồi. Tức là nếu mà em tổ chức là em sẽ hay chưa hết, tự nhiên mới ăn xong đi đâu rồi. À, nhưng mà em có, nhưng mà trong lúc ăn có làm gì với có làm gì không? Video. À, video kỷ niệm. Hay quá. Sau đó là bạn muốn theo cái sự bí ẩn đó. À, không, em anh có ghi âm lại, anh sẽ gửi cho người yêu em xem. À, đem ra quà. Có nhà ở đằng sau luôn. Quà, wow, hay quá. Đúng rồi, client trả tiền. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi, hay quá. Hay quá, client trả tiền mà. Rồi, chúng ta đi qua thử coi có đủ không nha. Khá là đủ á. Có thiệp mời nè, bốc lịch nè, có đón. Có quà. Có quà, nãy có nói rồi, có quà. Rồi, đủ mà. Ăn có performance, có video là có performance. Có performance rồi, có nhạc nữa rồi, có chỗ đặt chỗ ngồi rồi, ăn uống. Interaction. Rồi, interaction là gì thì anh không có làm vô chi tiết nữa ha. Rồi. Rồi. Thì cái thứ tự này là một những cái playlist mọi người có thể play around với cái playlist này, nhưng mà tùy theo nhưng mà đây là cái base rồi. Thì thường người nào đi event họ cũng sẽ trải qua cái này. Nha. Mọi người hãy nên ớ như nè, một cái những điều, tại vì không biết thì chắc là do cá nhân anh đi về mà chỗ đó ăn dở quá anh quên đi về đó luôn. Không đâu, là cá nhân nha, cá nhân anh, nếu mà đến cái event đó mà ăn không ngon là anh quên luôn, không nhớ gì chừng. Nhiều khi không biết ai hát luôn, không biết ai diễn luôn á. À, đặc biệt là event gì mà đồ ăn thường hay dở, event gì mọi người hay đi mà được đồ ăn thường hay dở, đám cưới. Đúng rồi, event thường không biết tại sao luôn á, mọi người có để ý không? Có nghĩa là 10 cái event đám cưới chắc cũng phải 2/3 cái số đó là đồ ăn là ăn nhà nấu ngon hơn. À, nhưng mà mọi người cũng có cái câu là không ai chơi đám cưới không ai cười đám ma thì thôi bỏ qua. Rồi thì một những cái tips mà mọi người có thể làm được chính là tạo cái mood board để visualize cái ý tưởng của mình. Thì mood board mọi người có rất là nhiều nguồn khác nhau, Pinterest cũng có, Behance cũng có, Imagination mà mọi người bán cho client cái đó thôi, bán cho họ cái trải nghiệm đó thôi. Thì lúc đó mọi người mô tả y chang như vậy thì mọi người em thấy khách hàng sẽ nói ồ, tôi cũng muốn là một phần của cái trải nghiệm đó. Thì mình bán thành công thì sẽ được. Không sao. In the hand, chúng ta trải nghiệm thì client là người trả tiền mà. Rồi đây nè. Thì đó, nếu như những cái bước, những cái step đó, những cái câu chuyện đó, những cái hình cách thức đó mọi người pack nó lại thành một cái mood board. Pack tất cả mọi thứ thành một cái mood board. Một cái đám cưới. Nè. Mood board nó sẽ hình ảnh và nó có chữ giải thích. À, cái này là anh không có để chữ vô cho em sẽ không thể nào đọc nổi. Cho nên anh để hình thôi. Trong cái blog rồi chút xíu anh mở lên mọi người sẽ thấy có vừa có hình vừa có chữ. Mà trong một cái mood board như vậy, experience này, thì anh có tách ra hai cái, một bên đây là đây, cái đây thiệp cưới, rồi không gian làm lễ, rồi xong rồi chuyển xuống cái tiệc làm bàn, rồi xong rồi khu vực đón khách đi vào bên trong như thế nào, rồi trao nhẫn cưới như thế nào, rồi nào vân vân. Thì đây là một cái tưởng tượng của anh về cái đám cưới thôi ha. Cái tưởng tượng của anh về cái đám cưới thôi. Thì đó mọi người có thể thấy. Rồi, thì đó là một cái mood board mọi người có thể create ha. Thì khi mà mọi người có cái mood board rồi, mọi người bắt đầu là sắp xếp nó theo trình tự, thời gian. Bắt đầu đón như thế nào, đưa lúc nào đưa thiệp, như thế nào vân vân. Tiếp theo trình tự thời gian để có một cái complete journey cho khách.